Xin chào các bạn đã tới với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu màn hình, nhưng đây không phải là màn hình chơi game. Hai màn hình này đến từ cùng một hãng và đây là Acer ProArt. Thì dòng ProArt các anh em có thể biết rồi đấy. Ngày xưa mình cũng đã giới thiệu cho anh em một mẫu màn hình rồi, nhưng mức giá của nó rất đắt, lên cả 100 triệu đồng cơ. Nhưng bây giờ 2020 Acer đã mang cái dòng ProArt xuống, hoặc chỉ ít là mang cái tên ấy xuống phân khúc rẻ hơn. Đây là màn hình 24 inch ProArt có mức giá chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng, và đây là màn hình 27 inch có mức giá chỉ khoảng hơn 8 triệu đồng mà thôi. Hãy cùng mình tìm hiểu xem hai mẫu màn hình này có điểm gì thú vị nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái điểm đặc trưng nhất mà các bạn có thể nhìn về mặt thông số của hai mẫu màn hình này. Thì đây các bạn nhìn, 24 inch, 27 inch thì nó to gần bằng nhau, bởi vì cái màn hình 24 inch này không phải là màn hình 16:9 bình thường. Với màn hình 16:9 sẽ là 1920x1080, đây là độ phân giải. Thì màn hình này có độ phân giải Full HD, nhưng mình có thể gọi là Full HD cộng, hoặc ở đây nó sẽ ghi một cái tên khác dài hơn. Thì độ phân giải mẫu màn hình này là 1920x1200. Thì về cụ thể ở đây, cái phần này nó sẽ dài hơn, cái không gian hiển thị nhìn nó sẽ gọi là rộng hơn và sẽ hiển thị được nhiều chi tiết hơn so với màn hình 16:9 thông thường. Ngoài ra thì đây là màn hình Full HD IPS, tần số quét là 75Hz. Thì so với 60Hz thì 75Hz nó vẫn gọi là có một chút trải nghiệm, một chút nó hơn khi so với bạn 60Hz bình thường. Các bạn di chuột các bạn cảm nhận được rồi. Và độ chính xác màu sắc màn hình này Acer quảng cáo cũng rất ngon, khi mà độ bao phủ màu sắc đạt 100% giải màu sRGB. Thì khi mình đo đạc lại thì nó rơi khoảng độ 99%, hơn 99% một tí thôi, gọi là cũng gần đúng rồi. Ngoài ra thì giải màu Adobe RGB nó rơi khoảng độ 71%, và độ sai lệch màu nó sẽ khoảng ở dưới 2, delta 2 dưới 2. Đây là khi mình chưa cân lại màu, và khi cân lại rồi thì màn hình nó sẽ xuống khoảng độ 1.65. Tuy nhiên ấy, có một điểm mình cảm thấy cái mẫu màn hình này nó chưa được ngon, đó là cái độ sai lệch màu xanh của nó là cao nhất, delta E của nó lên tận 6 cơ. Thì khi cân lại rồi thì nó vẫn loanh quanh khoảng đấy. Thì đây các bạn phải chấp nhận, bởi mức giá của nó rất rẻ, chỉ có 5,2 triệu thôi. Còn đối với những bạn mà kiểu quan ngại, kiểu hơi quan ngại quá khi các bạn làm việc ấy, thì không sao cả, mẫu màn hình này vẫn có thể sử dụng để có thể thiết kế hàng ngày được. Và một số những cái điều thú vị khác là cái mẫu màn hình này trông nó bình thường này thôi, 5,2 triệu, những bạn vẫn có loa. Loa thì mình đồng ý một điều là nó sẽ không để hay ho như kiểu loa rời được, nhưng không đến cái độ gọi là chống điếc đâu, tức là các bạn vẫn phù hợp để có thể gọi là nghe nhạc thông thường. Một chút nữa thì mình giới thiệu con 27 inch xong mình sẽ mở cho bạn nghe thử. Rồi, một số các thành phần khác, ví dụ như kiểu là phần chân đế này, màn hình thì tí nữa mình sẽ nói. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái màn hình 27 inch. Thì màn hình 27 inch này, màn hình 16:9 thông thường thôi, không phải 16:10 nữa. Tuy nhiên độ phân giải được đẩy thành 2K rồi. 27 inch mà Full HD thì trông nó hơi dỗ thật. Thì kích cái độ phân giải của cái mẫu màn hình này nó rơi khoảng 2560x1440, chính xác độ phân giải 2K luôn. 27 inch Full HD IPS, chất lượng hiển thị cũng gần tương đồng với mẫu màn hình này. Tuy nhiên thì nó sẽ cải thiện một chút, thì giải màu vẫn là 99% giải màu sRGB, 85% giải màu Adobe RGB, và delta E rất thấp. Delta E thấp nhất mình đo đạt được có rơi khoảng độ 0.65, và cái delta E màu xanh ấy, mẫu màn hình này nó cũng thấp hơn, nó chỉ rơi ở khoảng độ 4 thôi. Thì đây, màn hình này mình nghĩ nó sẽ là một sự lựa chọn để làm việc nó tốt hơn. Tuy nhiên một điều ấy là mẫu màn hình này nó đắt hơn cái mẫu màn hình này khá, một bên chỉ 5 triệu một bên, thậm chí gần 9 triệu cơ, đắt khoảng độ hơn gần gấp đôi. Thì đây là những gì các bạn có thể nhận được khi mà bỏ ra cái mức giá nó như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nói những điểm giống nhau trên hai cái mẫu màn hình này. Điều tiên là cái phần chân đế. Chân đế ở đây, cái phần mặt đế thôi. Đây các bạn trông ấy, phay xước, họa tiết phay xước nhá, màu xám. Đầu tiên mình tưởng đây là kim loại, nhưng thực tế không phải kim loại, đây chỉ là nhựa thôi, nó làm cái họa tiết giống kim loại. Và có dòng chữ ProArt đặc trưng ở đây, thì gần như các mẫu màn hình ProArt nào nó cũng có hết. Và một cái thứ thú vị này, đấy các bạn nhìn chân đế này, quanh cái chân đế này nó những có cái điểm gọi là để các bạn có thể cân chỉnh màn hình sao cho phù hợp khi sử dụng nhất. Ví dụ nhá, các bạn có một công việc nào đó phải bê cái mẫu màn hình này đi, xong khi mang về xếp mãi những màn hình khác nhá, xếp mãi vẫn không đúng cái góc mà ngày xưa làm việc, thì bây giờ đã có những cái còn là những cái điểm, cái độ ấy, hoặc là những cái thước đo, các bạn chỉ xoay sao nó chuẩn nhất khi các bạn sử dụng, thế là ok. Đây là một điểm mình thấy là rất tinh tế trên mẫu màn hình này. Và ngoài ra chúng ta sẽ nói đến những cái phần, đây các bạn nhìn này, cái phần tiết kẻ không phải màn hình này nó có sẵn đâu nhá, đây là một tính năng của cái mẫu màn hình này. Bên dưới cái phần khu logo để Acer này, phần này nó hơi dày, nhưng hơi dày thì Acer đã đặt thêm phần loa ở đây, cộng với đó đây là phần tiết kẻ này, giúp các bạn có thể gọi là đo khi cần thiết. Và trên màn hình những cái mình bật này, mình bật trong setting ở đây, đây để mình bật cho các bạn, đây mình tắt đi rồi. Thì ngoài cái phần tiết kẻ ra thì các bạn sẽ có một cái thú vị khác, đó chính là chỉnh thành một tờ giấy A4. Đây các bạn nhìn không, đúng chính xác một tờ giấy A4. Đây để mình lấy cho các bạn xem, nó fit vừa chính xác tờ giấy A4 luôn. Đây nhìn này, fit vừa đẹp luôn. Đây, fit vừa đẹp với tờ A4 luôn. Thì cái này nó sẽ mang ý nghĩa giống như việc các bạn thiết kế một cái tờ rơi, thiết kế một cái banner gì đó, bất kỳ một cái gì đó với đúng kích thước là tờ giấy A4, thì các bạn thiết kế sao xong các bạn để vào thử đây, thế nó vừa đẹp, thì lúc đấy mang in nó sẽ gọi là tuyệt vời nhất và hiệu quả nhất. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ có một số tính năng hay ho như kiểu là khổ giấy B5 này, xong còn là cân đo chia thành các ô nữa, cái này tùy nhu cầu mỗi người thôi. Và ngoài ra thì trong cái mục gọi là setting này nó sẽ có rất nhiều cái như kiểu là ánh sáng xanh này,
này, độ sáng màn hình, thì độ sáng của màn hình này nó rơi khoảng 350 nit. Trong một môi trường ánh sáng phức tạp như này, mình đang có hai cái softbox dọi thẳng qua đây thì vẫn nhìn rõ cái màn hình này, bởi vì nó có trang bị thêm một cái lớp chống lóa nữa nên sử dụng rất ok. Và cái mẫu màn hình này, cái chân đế của nó vô cùng tiện đấy, ngoài những cái mà nó có sẵn những cái tinh tế này ra thì các bạn vẫn có thể xoay ngang đấy, xoay dọc, hay thậm chí đây quay như này. Nhưng mà thôi, hai màn hình sát nhau quay giờ chúng vào nhau nữa. Giờ chúng ta sẽ chuyển đến con mẫu màn hình 27 inch. Thì mẫu màn hình 27 inch thì nó cũng vậy luôn, cái chân đế của nó vẫn tiện lợi như vậy, bởi vì tầm tiền này mà chân đế không tiện lợi để sử dụng khi thiết kế sao phù hợp với góc mắt nhất đấy thì quả một điều thiếu sót, đúng không? Đây, vẫn nâng lên, hạ xuống, xoay trái xoay phải được đây. Đấy, nó vẫn có đầy đủ những gì mà các bạn có thể mong chờ được. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái phần mà chắc chắn là nãy mình có bỏ qua rồi, đó là phần loa. Loa mình chỉ nói qua thôi. Bây giờ mình sẽ bật thử nhạc cho anh em nghe xem loa trên hai mẫu màn hình này nó sẽ như thế nào nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ nghe loa trên màn hình 27 inch trước nhé. Bây giờ mình dí sát vào cho anh em nghe. Rồi thì bây giờ mình sẽ kéo sang cái màn hình 24 inch. Đây, mình sẽ kéo lên cho anh em sang cho anh em dễ nhìn. Đây, mình sẽ chỉnh loa bên này. Đây, mình sẽ chỉnh loa về màn hình 24 inch để cho anh em nghe. Ok nhá. Rồi, chuẩn bị nghe này. Rồi, ok, thì bây giờ đấy là phần trải nghiệm loa. Thì thực tế theo mình đánh giá như này, loa thực ra nó không phải là quá ấn tượng, nhưng màn hình 27 inch mức giá nó đắt hơn, thế nên loa nghe nó sẽ sướng hơn khi so với màn hình 24 inch thông thường. Và ngoài ra nữa thì như mình kéo đi kéo lại đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là màn hình 27 inch này nó cho cái chất lượng hiển thị màu sắc nó ngon hơn rất nhiều khi so với màn hình này. Bởi vì thực tế ra một bên 2K, một bên chỉ là Full HD, một bên 8-9 triệu, một bên chỉ có hơn 5 triệu thôi, thì đấy là mức giá mà các bạn bỏ ra các bạn sẽ nhận lại được chính xác những gì mà các bạn có thể bỏ ra được. Nó như kiểu là đắt nó sắt ra miếng, hoặc là rẻ nó cũng rẻ được ra miếng ấy. Rồi thì ok, vậy thì đường link của hai sản phẩm này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Promoter để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.